chào các bạn, chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật vui vẻ thoải mái. Một buổi sáng rất nắng các bạn ơi, nhưng may mắn mình đã phát hiện ra đội quân săn bắt chuột đồng của thầy trò ông lão Đi Ngoài Đất. Mình mời các bạn cùng đến cổ vũ động viên và chứng kiến những màn rượt đuổi chuột vui mắt. Xin chào các bác nha. Chào ông Điếu Cày. Con chào. Này ông lão đưa cả các cháu đi chơi à? Mình là Nguyễn Hải Đường, học sinh lớp 4 tên trường giáo Đông Cường đây. Và đây chính là Nguyễn Hải Đường, học sinh lớp 4 tên trường giáo Đông Cường. Lên đấy. Lên đi. Được một giỏ đâu không? Ừ. Lên rồi đấy. Phát lên. Nó cẩn thận nào. Không đi đâu đâu. Lên kìa. Cá gì? Cha vậy. Con nữa. Dùng nhiều lắm, nhưng mà lên đón sang cái ngách kia rồi một con kẹ nó ôi, con nó chết luôn chứ ạ. Được không? Lòng quá chắn lắm rồi. Đấu, nó đấu đi về. Lỗ ra, nó móc. Vâng, nay có anh chàng đẹp trai, cháu ngoại của ông lão Điếu Cày Đất cùng tham gia bắt chuột đồng với ông. Anh đi làm ở Hải Phòng các bạn ơi, tranh thủ hôm nay chủ nhật về phụ giúp ông đi bắt chuột đồng. Đấy. Lỗ khá dài các bạn ơi. Bóp ngang người. Vòng ngách sau là hết lối rồi. Còn úi giời, phải cuốc. Đợi ngách. Tiếp tục. Con chuột ở chỗ tràn. Con dù cái âm a qua. Ông Phúc cho sơn đấy nhá. Sơn sơn bồ nhá. Sơn bồ đấy. Sơn đấy. Lồng nắp đấy chứ. Cha cũng cha cha tém. Sơn không. Để cho mở cái lỗ dưới đấy. Quá rộng nhá. Không. Móc cái lỗ. Không. Không có chờ ra. Thank you.
thằng lấn đâu? Đây rồi, toán hết. Toán hết. Chết rồi, bèo bờ và cho bà con nông dân đi. Hai con chuột to. Hai con to. Hai con to. Anh bắt một con, tôi bắt một con. Cháu mở cái. Thế lũ bây giờ có tổng kết được bao nhiêu con không? 10-11 con. Đến tầm đấy. Cha phải để ý cho bác cái bên kia nhá. Đây đánh này. Hai em này các bạn ơi. Con của ông Vũ cày rất to. Ui giời ơi, ra nhúc nhúc nhúc. Ở trên lồng 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 cắn con ra. Đưa ra đi. Chỗ này. Mấy cái bên rồi lỗ dài thế nhỉ? Chuột cho nó ra, cho nó chạy vào đi. Lên hết cái thượng ở đây rồi. Đây, đây rồi. Kìa kìa, đang chạy vách đây đây. Thập thò đấy. Bắt ngay đấy. Đấy. Kìa, sao biết rồi. Đây, đây, đây. Quan này, con này, con tua. Con tua. Anh sang em đấy. Anh Sơn nó vội được rồi. Con tua, kìa, sang, cướp. Kìa Sơn. Có hả? Nước ra cái lỗ họng à? Ấy. Một màn là vua chuột đồng vui mắt. Máu không? Là ra cái lỗ hạ vip của mình đấy đấy. Đúng đấy. 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 Khái đánh. Thế ông Khái đánh đấy. Khái đánh. Đánh nhá. Đánh từ rộng về. Đây ông Khái. Ngon đây. Mẹ nước. Không ra. Ôi, ra ra ra. Rồi. Vâng. Mẹ nước. Không mất gì đấy. Cha về rồi. Cha. Thỏ đấy, vào rồi ông ơi. Hai con liền đấy. Một tên. Hai con. Bốn con nữa. Bóp đi. Bóp. Mở. Ôi rồi. Con. Con thứ ba kìa. Đây. Đây. Con đông não to. Con dài tuổi. Con to. Đấy. Đâu bỏ luôn vào đấy. Ôi là... nhận này. Này. Không cho xô nữa đi. Cho xô nữa đi. Đây này. Đây đây. Rồi, vẫn còn rồi. Con này cũng to này. Rất rất chuột to một. Rất là vờ mà chuột rất to. Ha. To thế. Ra con to. Lên đẩy lỗ. Khai. Nó đẩy lỗ. Đấy lỗ. Úi giời vẫn còn này. Má má đấy. Hết rồi. Toa đây. Đây. Ờ vẫn còn. Ôi trời. Cứ tưởng hết rồi các bạn. Chuột nó mà cấm lên rộng. Rồi cấm lên rộng. Ôi. Các bạn vừa được thưởng thức màn vô chuột đồng vui mắt của thầy chó lão dưới cái đất. Một sự khởi đầu thuận lợi. Một chút buổi sáng thôi, thầy chó lão đã được hai giỏ chuột rồi. Giỏ này là giỏ thứ ba. Đúng chưa? Cái này, giỏ này là giỏ xúc nghệ. Kìa, ở nhà trường kìa, kìa, kìa. Ông ơi. Cái cương ra lỗ nào vít vào đi. Đây là chuột đang đục lên đây này. Hoan hô. Anh thanh niên trà đã tóm gọn con chuột vừa chạy lại. Cầm cầm ra đây, lúc nhúc 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 lên đây. Chà. Thôi được, ông cứ hai ông cứ đánh đây đi. Đây nhá. Nước của anh ra chứ. Đấy, bé mà cái lỗ tít. Còn cái lỗ bé giờ bắt đầu một nhau lên nè. Hai, chà.
Thôi 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 chứ bác. Anh Sơn hai tay hai con. Bác Khái kia. Cha. Biết đấy. Khái. Thôi chuột lên. Lỗ này ít nhất phải 3 con luôn. Con này con thứ hai phải không? Ừ. Con này cho đằng sau. Nhìn cơ. Cái con này chết. Đời động đục đục chưa. Tiếp tục con thứ hai to hơn các bạn ơi. Ôi, con rồi. Con ôi, không may rồi. Không sao, vẫn còn cuốn bên trong. Các bạn vừa chứng kiến một màn phi thân bắt chuột đồng rất hài hước và vui nhộn. Ở khi mà còn đùi để bắt chuột thôi. Cũng là phe bờ vào cho bà con thôi. Hay đấy. Kia kia xe ra kia. Sơn. Kéo kín vào. Ở đây kéo kín chứ. Kéo thôi. Ôi, xin thông báo là lúc lúc thôi, đấy. Cầm lòng cho đi. Con bắt cương dãy cái quả trên để em lấy sổ ông quét. Lúc 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 ở đây. Gọn lòng nữa. Cứ quốc cái động. Đấy. Kẹ nó, kẹ nó, kẹ nó. Kẹ nó. Cho tồn hết ra rồi. Quào phát hết này. Để lên rộng to lắm. Lưới bác Khái mấy con rồi. Một đi ăn rồi. To không? To. To lắm. Đây, lên rộng lại phụt. Đứng ở dưới ruộng, đứng ở dưới ruộng cao đấy. Hai em vào vợt. Không có con to cơ, cũng không phải con bé này. Kẹp kỹ thôi. Chưa ra. Ra ràng thế, ràng thế. Mấy con to không? Để rút đuôi dậy. Đẩy gì? Lúc của cha chuẩn bị ra đẩy rỗ. Khả năng có con to nó vít. Nó không ra. Cha như thế. Lỗ đây, đây con to vít lỗ. Vừa rồi không ạ? Bé, bình thường. Ôi, con to, đuôi to lắm. Thoáng thoáng, bên kia có to rồi, to lớn rồi. 3 tên, 4 tên rồi. Ôi giời, toàn con to kìa. Con. 5 tên. Con. 6 tên. Con. Con. Ui, con to đấy. 7. Kết thúc. Chưa kết thúc được, nó còn có thường ra. Nó có thường ra đi. Chán ôi chết chứ. Ăn chuột thôi. Cái hương đi
qua vợt nhá. Qua vợt rồi đấy. Bỏ qua vợt. Hết. Bác Khái dơ cao đi sao? Được bảy em. Tuột thật. Cứ cuốc thằng này phân. Còn hết ra đây lên. Tuột. Con thuốc không thằng? Có thùng đi. Cái ổ này các bác bắt nè, hơi nhẹ nhàng đấy. Nhàng. 8 con. Tiếng này vừa. Cái ông này. Đứng yên đơ. Không may có một con ra các bạn ạ. May quá mình vít được cái lỗ đấy. Nhưng mà bác Khái đã nhanh tay tóm gọn. Con ơi anh Sơn, một con phóng ra, anh Sơn đã tóm gọn được. Anh Sơn lên con thứ ba. Anh đáng được chưa? Chưa được. Bốn con rồi các bạn ơi, không thoát con nào. Sơn ơi, giơ lên. Con đâu anh Sơn? Anh Sơn đã tóm gọn ngay được một con. Phía sau là phong cảnh của quê hương Năm Tấn, đẹp tuyệt vời các bạn ơi, phong cảnh hữu tình. Ôi, mấy con chạy đằng sau rồi. Bảo vệ cung thành đi, kia. Ông Khải kìa, một con chui vào lỗ rồi. Kìa, đằng sau. Đây đây, đây đây, chui vào lỗ này này. Ba tay tua nhá, tua lắm. Vít lỗ vào, vít lỗ vào. Chui lắm quả đấy. Cả đằng sau rồi. Đấy khép kín thôi. Tua. Ba con, kia. Tiếp tục. Vào lỗ, vào lỗ. Trả được. Phan Hô, anh thanh niên đẹp trai cha, cháu ngoại của ông lão điếu cày đã tóm gọn được con chuột. Đây nó chủ lỗ này không? Đấy, mấy lỗ thì đánh hết. Phía đằng sau có hai chú trâu đang đi lại để cổ vũ động viên thầy trò ông lão đi về đất. Hoan hô sư phụ. À, xin rồi à? Ê, tiếc quá. Ơ, rồi vào đây rồi. Không phải không kia, yeah, sang bên đánh đá, anh đá kìa. Hoan hô Khái. Đây con nữa này. Còn hai con ở bên đây cơ. Những pha bay mình vồ chuột đẹp mắt. Liên tục. Cho nó gần. Phải cắt rồi. Thôi cứ thế này thôi, thế này là vồ là được. Chui lỗ này. Chui lỗ này hai con. Ba con. Ba con. Kìa ông Khái. Hơi thôi. Rộng rộng rộng. Rồi rồi, sao có anh tấn đi. Tấn đi kia rồi. Đây là chứ. Kìa ông ơi, vào đây vào lỗ này rồi. Đâu? Đây này vào lỗ phía trước này. Đấy, vừa chui vào. Đúng rồi. Đúng rồi. Ui, ông kia. Khỏa lắm. Tiếp tục. Chết 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 rồi. Đấy này rồi. Đây rồi, Sơn, đây rồi. Đây rồi. Khá hồi hộp các bạn ơi. Đây là nhiều quá. Kìa anh rồi, anh Đáng. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi, mình cho cha bỏ. Cứ
nghiêm khúc. Anh là nghiêm khúc. Muốn tụi săn ai ổn. Đây nó ra nhé, hôm nay trời nắng chói chang các bạn ơi, nên ông là lão điếu cày và anh em cố gắng khai thác được 15 cân chuột trong buổi sáng ngày hôm nay. Không mất được đâu, và rơi xong mất được. Chạy đồn. Chiều bờ thấp được thấp. Không mở vào kim mà nó lại ở giữa. Đây là hai con vừa chỗ chân tâm, chỗ đấy. Đừng phút chỗ này đi. Đừng phút chỗ này. Bây giờ trắng cái đọng cái lỗ của bác đây này. Đừng đánh lên anh cười. Không trắng. Đâu cái lỗ đây này, cái lỗ của cha Đức. Cứ đánh, đúng phút. Hai lỗ. Đúng phút đi. Đấy, đấy, trong kia một cái thằng nó đấy nó đánh ai luôn rồi. Chết rồi. Đấy, nó vào đấy, hai con. Bồ khúc bị. Rát sắt. Rát sắt. Chôn. Chôn. Đây. Ở đây nha. Nó nằm ở cái ngách này. Ê, đây đó. 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 Đây chưa này, đi nhặt lại. Yêu cười. Ui giời, bác ơi, bác Khái bị con chuột cắn. May mà có bao tay bảo hộ. Bố đi. Anh luôn phán này nữa là đầy lòng. Đừng hơi. Đấy, nó đung. Quân chuột chuột rộng, hai đô. Đấy, to đấy. Con nữa sơn. Con lâu lắm. Bác Khái lên một con to. Lỗ kia. Ông lão kia. Đây vẫn còn đây đấy. Đấy, vào lỗ rồi. Đây. Bỏ nó cắn. Bắt hết rồi. Bác Khái mấy con đấy. Hai con. Đây. Ông lão đã lên được rồi. Một lúc ba con. Hai sư phụ rất xuất sắc. Chưa thì sao nữa. Giờ thôi con. Ui trời đúng không? Con cương. Ui dồi ôi. Liên tục các bạn ơi. Các bạn được chứng kiến màn của chuột khá sôi động. Con kia trong lỗ cuộn. Cứ bình tĩnh. Lỗ cuộn thật thù to. Con ông Khái cầm to nhất. Chơi đã được. Bập cuốc xuống. Đó. Lại một em nữa. Chờ, nắp lồng. Nắp lồng. Không phải đây nó lắm. Còn lỗ mới mà. Không phải lắm. Chắc vào, bổ chắc cuốc. Thôi về bờ đi. Vào đây rồi. Chưa. Ra cầm cha bỏ luôn. Bỏ bọn lòng sang bên đây đi cho. Kìa kìa anh, đá. Cha, bác Khái chạy ở đây rồi. Đây rồi. Cha, đưa cho bác cái lồng.
bắt được hai em rồi các bạn ơi. Nhanh lắm. Khô. Bây giờ để trong bụng nhá, ông vô nhá. Vô nhưng mà cháu bỏ trong nước vui đâu. Cháu cũng một cách rồi. Để đi vô đây. Chú Hải đứng đây, con Khải đứng đây. Cháu biết một cách dưới rồi. Quá nô. Con rất nhiều. Một con to các bạn ơi. Đã được anh thanh niên xả tóm gọn. Biết rồi, đấy. Cho vào từ từ thôi. Để cho khán giả cảm nhận. To. Đấy ông hớt thằng trên. Cứ đánh hết trên nhé. To thế. Đây, đang bỏ chuột nó đầy đấy. Này này. Một em bó tay nha cha. Bó tay không bắt. Cứ bó. Ừ, hai em to. Đấy, đấy bỏ cái ngách đấy. Chị Sơn ấy. Xuống Sơn quét luôn Sơn. Quét đi thôi. Quét. Ông bắt quét cái gì. Xuống này. Con này ra rồi. Đấy này ra rồi. Quét cho nó ra. Đấy chắc còn con. Đây. Ui đi. Đây thì nó ăn đây thì kìa đục cho rộng đi cho rộng chắc ăn nó cắn nhờ lên lọng rồi hết xuống dưới này toàn chỗ đẹp các bạn ơi. Đây. Bắt cái con lỗ vít lên đây vào lỗ này đấy. Cái đấy là con nửa. Buổi sáng này là ông lão điêu cày cũng kiếm được à. Nhiều chuột đấy các bạn ơi. Hai bác cháu mình bắt cái con chui này đã. Đấy tranh thủ một lúc nữa là đưa ông lão ra vậy. Hai bác cháu chân lỗ anh Tấn này. Thật, vừa chút làm. Đổ khăn điêu. Cứ bỏ ra đi, đừng tiếp nó. Hai sư phụ vô được không? Vô đi. Đi ra đây. Đây rồi. Kìa. Ui dồi ôi, lại con nữa chạy ra kìa. Để bác Khái lên còn quá to các bạn ơi. Vít vào. Bác Khái dừng lại cho các bạn. Quá sát rồi. Ui dồi, quá to rồi. Kìa. Vào lỗ rồi, lại vào lỗ kia rồi. Chú Hải vít trong lỗ kia mà. Cỏ rộng mà nhiều chuột quá các bạn ơi. Các bạn đã được chứng kiến những cái màn vồ bắt chuột khá vui mắt của thầy trò ông lão. Xung quanh đó là cảnh nhà đồng quê giản dị mộc mạc. Kìa, Khai. Bơi rồi, hay là vào lỗ. À, lên ông lão rồi. Đấy, trên cao nữa. Tới đây, trên khái. Đây rồi, vô. Trai trên. Dùng lũ này thôi. Đây. Bỏ ra. Kìa, trong này còn con nữa. Để về con này xuống, không móc được. Anh thanh niên trà đi làm tranh thủ hôm nay chủ nhật các bạn ơi. Về đi bắt chuột với ông lão cho vui. Không cần. Thank you.
anh ra ra chỗ cơ. Lên 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 đầu lên rồi đấy. Lên đầu cái nóng của chỗ qua đấy. Con vàng ươm. Ừ. Đấy ở chỗ chân đâu ấy. Đây. Đây rồi. Ơn. Chân đó. Được rồi. Mất rồi. Quay lại. Đâu rồi? Cháu cứ ngồi như đấy. Cho con này nổi băng được thôi. Không, không đây này có cái đây là bé cái này sau cái thằng này thằng ra luôn lên rất nhanh hay quá các bạn ơi, một con là to béo mập mạp. Tiếp tục các bạn ơi. Đấy, giữ cái lỗ đi lại nhé. Để tao về, tao bỏ con này ra rồi tao lại tao bắt. Giữ lại nhé. Đấy. Hoàng Hồ sư phụ, ui giời ơi. Sư phụ đã tóm gọn được một con rắn. Đuổi lên đây cho bác. Đuổi lên đây. Đuổi đi. Rồi thôi, không biết được. Hai sư phụ vô được không? Nào nào. Cung đi. Đi đây. Đây rồi. Ui giời ơi, lại con nước chảy ra kìa. Thì bác Khái nên còn quá to các bạn ơi. Vít vào, vít vào. Bác Khái dừng lại cho các bạn. Quá sát rồi. Ui giời, quá to rồi. Kìa vào lỗ rồi, lại vào lỗ kia rồi, chú Hải vít trong cái lỗ kia mà. Cỏ rộng mà nhiều chuột quá các bạn ơi. Các bạn đã được chứng kiến những cái màn vồ bắt chuột khá vui mắt của thầy trò ông lão. Xung quanh đó là cảnh nhà đồng quê giản dị mộc mạc. Kìa Khai bơi rồi, hay là vào lỗ. À lên ông lão rồi. Đấy, trên cao nữa. Anh thanh niên trà đi làm tranh thủ hôm nay chủ nhật các bạn ơi. Về đi bắt chuột với ông lão cho vui. Không cần. Lên 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 đầu lên rồi đấy. Lên đầu cái nóng của chỗ qua đấy. Con vàng ươm. Đấy, ở chỗ chân đâu ấy. Đây. Đây rồi. Ơn. Chân đó. Được rồi. Cháu cứ ngồi như đấy. Cho con này nổi băng được thôi. Đấy,
Không, không đây có cái. Đây là bé. Hay quá các bạn ơi. Một con là to béo, mập mạp. Tiếp tục các bạn ơi. Đấy, lỗ rồi. Đấy, lỗ rồi, đấy, lỗ rồi. Đấy, giữ cái lỗ đi lại nhé. Để tao về, tao bỏ con này ra rồi tao lại tao bắt. Giữ lại nhé. Đấy. Quá. Mano sư phụ, ui giời ơi. Sư phụ đã tóm gọn được một con rắn. Đuổi lên đây cho bác. Đuổi. Đuổi lên. Hai con đều to các bạn ơi. Anh thanh niên trà nay về đi vồ chuột cùng sư phụ, ông ngoại rất vui. Bác Khái lại được con nữa à? Con nữa thì à, lỗ vít vào vào nhà đây. Chỗ này chuột đẹp thế. Thế là buổi sáng nay là đội quân của ông lão điếu cày đất đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây à? Đánh còn nhiều. Đấy, chuột vẫn nhiều nên ông vẫn tiếp tục khai thác. Con chui lỗ đâu nhỉ? Ta đút cỏ đâu nhỉ? Đấy. Không biết. Đâu? Đấy. Con chui to tướng đấy. Tí nữa là bắt. Chàng trai trẻ trà rất là muốn về Thái Bình bắt chuột, nhưng vì công việc lại ở xa nên thỉnh thoảng anh mới tham gia được. Không có việc gì, cứ chạy cho anh, cứ chạy. Đây ra cái lỗ này. Ủa, đưa con đưa. Đúng rồi. Bắt được rồi. Chạy rồi. Ôi, con cương. Ba con liền. Liên tục các bạn ạ. Cương, cương ra này. Hết rồi, thoáng rồi. Hết chưa? Thoáng. Mình đi làm clip về bắt chuột đồng với ông lão đã 2 năm rồi. Thế nhưng mà hôm nay mới là ngày mà thể hiện nhiều pha vồ chuột đồng nhất. Hả? Cái gì? Để ăn đổ ông chết hết. Đi đi ra. Mới thả xong lại gặp mấy con chuột. Thế cái ông đưa lòng gần như vậy đấy. Các bạn xem thành quả lao động của sư phụ điêu cày đất buổi sáng ngày hôm nay. Ba lồng các bạn ơi. Đồng tròn đâu? Ăn đủ ba con chuột. Để chỗ râm đi chứ. Tí bên phải. Đứng 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 đây. Đây là đứng đây. Long ơi. Chuột không. Ở đây. Không cục cục đâu. Ngày hôm nay thì thời tiết nóng chói chang các bạn ơi. Ông não điếu cày đất đưa cả gia đình đi bắt chuột đồng. Một ngày bắt chuột thành công. Lọc con ra con sách chuối ở ngoài trước nào con. À cũng kiểu được. Rắn hết đấy. Không ảo. Ta nhìn xuống đâu. Đừng.
cửa nó đâu, xuống nó thì nó để đấy anh làm bên này chui đâu sang không có một mà nó tì rồi thì thế giờ tao mới cho nó chui từng con một sang đây này. Tao bảo úp cái lồng lên to rồi chắn chắc không con này trả được. Các bạn ơi, ôi trời ơi, được. Ông lão vồ được một con rắn rồi. Hoa cỏ không? Này, hả? Con đi. Dây luôn. Được. Cái chả rồi. Đi chuột cứ phải chết. Cương, cứ chuẩn bị tinh thần. Vừa nghỉ trưa xong các bạn ơi, và mà nông lão điếu cày đã tóm gọn được một con rắn và anh em lại tiếp tục khai thác săn bắt chuột độc. Kia Khái kia, Khái được rồi. Sơn ơi, giơ lên. Được hai con hả? Chui ngay vào rộng. Hai con à? Không. Một tay cầm. Đấy một con rồi. Vẫn ngon rồi, ôi chú bác Khái tưởng một con. Mà có hai con. Kẹ nó. Một con bị oan quá đây. Giờ đánh tung thôi. Giờ đánh tung. Đấy, lại có nữa. Đấy. Kéo con to. Thôi kêu cha, trái rồi. Chuẩn bị. Khoa đẹp này. Đây đây đây. Đấy nhân. Thế là rồi. Chạy cái chân chân. Lắm. Cúc cúc. Không thể thoát được chứ. Đấy đi. Lòng đây. Lòng đây. Tốc độ. Tỏa thế. Đây, dẫn ngoài. Cứ giật đầu lỗ. Đóng lúa kìa. Xuống cái nào. Đây trái. Ừ, hay. Vượt lên chui rồi. Vượt chui cũng chưa. Vượt lên chui được. Được rồi. Hình như nó vừa lướt qua chân em ấy. Ừ. Úi đi. Cứ tóm rồi. Cái ông bổ hẳn cái góc đấy. Ông tướng sao có mình đánh đứt cái lỗ thời vậy? Đây rồi. Rồi hết rộng đánh hết rồi. Cả bú xui giờ. Chuột ở dưới chạy. Chưa. Vô. Thôi vào chạy. Chùa con à, xuống xuống kìa. Kia con chạy kìa. Ôi trời. Chạy kia rồi. Chạy lỗ rồi. Còn. Cứ người rồi, xịt rồi. Chưa. Ôi trời. Đây anh cứ này, đằng sau em đây. Đây nhìn chưa. Ôi trời, anh Cường rồi ôi. Anh Cường ngã sấp mặt xuống bùn này các bạn ơi. Được chứ ông Khái? Đi đâu rồi? Hoan hô bác Khái, các bạn nhìn này anh Cường sấp cả mặt xuống bùn. Vâng, màn bay bình vồ nước của anh rất là tuyệt vời. Thế là nó dắt một cái, nó không... Thế là con của Sơn bắt được chưa? Bắt được rồi. Hài hước quá các bạn ơi. Chuột chui vào ống quần thì không bắt được, chạy ra ngoài cuối cùng mới vô được đấy.
đất ngay cái bờ kia. Mặt chưa? Đây 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 chưa? Sang kia. Mặt hết. Hai ông này, hai ông này. Ôi trời, nó kiểu quá nó phải. Phan hô, vồ rất gọn. Nay ông lão điêu cày đất thì bắt được 3 con rắn liền. Thế là tha hồ làm xả rồi. Tha hồ. Đấy. Ok ok. Ướt rượt này. Kìa con nhá. Đâu? Cương. Tái vớ rồi. Không. Quay lại quay lại. Lên cánh cho. Nằm ở quần lên đi. Cái thả quần đó cái là quần. Thì vô nhá. Vô đấy. Đây có cái lỗ quần đây đây đây. Bắt luôn. Kìa sang bên này rồi. Đấy, còn muốn còn bé thôi. Rất nhanh. Anh Cương cẩn thận không mà sấp mặt nó nữa nhá. Sư phụ đã vô được rồi các bạn ơi. Chồng những người một bùn người bỏ với nhanh đây có lỗ đấy chua đấy đây rồi chua chưa. Bác Khái quay lại thế nào? Bác Khái túm được một con này quá đây. Đại chậm thôi, chậm thôi. Lồng lướt lượt. Lồng đừng có cãi. Kiểm tra lại xem nào. Lồng cẩn thận. Chạy đi. Con này. Chưa. Vô đây, ra đây một. Vào đây rồi này. Đây này. Ông hai. Chưa. Đây rồi. Chưa. Đâu? Kia này. Nói cái đùa dai. Cái đùa dai cái này chấm. Dai lắm. Ra lên sân đâu. Ui, hai con. Rồi. Được rồi, sang đây một con đấy bác Khái đây. Một con nó sang hướng cái cháu rồi. Đây. Chân. Không rối. Lửa nó đi đã cho vào là không bẩn. Lên đâu con? Chờ sẵn. Đang sẵn ngay. Đâu rồi? Đấy cho con. Đâu con nữa rồi? Con nữa thì vô rồi đấy. Không. Con nữa thì vô rồi. Con. Con hai con thì bỏ con ra thôi. Chết luôn. Trời ơi. Trứng chuột ngách ra đây. Kinh. Chưa. Thế nào? Con cái đấy. Con lỗ vào. Chuột lên giờ một em. Để chú Khái giờ đấy. Chưa. Yeah, ôi giời ơi. Ôi giời các bạn xem đây. Ôi giời. À,
đây đây là một con, đây đâu ơi, đấy ở khu đấy kìa, đấy đấy rồi, đây đây vẫn con đây, vào đây rồi, đây này. Có to lắm. Đấy, con to ra thôi. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? To lắm. Ra dẫn. Ra dẫn cho bố. Đây, còn được nữa. Có lỗ rồi. Không. Đây rồi. Chưa. Ê ơi. Ôi, thì gì lại gì đâu đâu. Đâu? Đang tắm. Anh Cương anh vừa tắm xong. To lắm. Kìa, giờ ông Khái rồi, to lắm kìa. Đi sao được, không bắt được. Không thể bắt được. Đấy đâu, đấy, 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 ôi giời ơi. Được chưa? Đây, sao? Kìa, vẫn còn, hoàn hồ. Phải chưa? Ừ, đấy. Còn to đấy. Rất giỏi. Được. Đúng lỗ thượng đây này. Quá, chạy đâu hết rồi. Các bạn vừa chứng kiến những cái pha bò ra ruộng để vô chuột đồng. Đây rồi. Vô đi bỏ kia. Không phải con này, con to cơ. Lên đây đi. Không rộng. Không cần rộng. Rộng chết. Cái... Đấy đấy. Từ từ. Cứ từ từ nó. Cứ từ từ. Còn lên lúc này nó cứ... Cứ từ xa. Wow. Kìa lên lọng không nghe ông chẳng để ý lọng gì. Cái nhìn lỗ chung cái. Kìa, thò ra. Cho ra. Rộng dữ lắm. Một đồng dựng lắm. Buổi trưa ngày hôm nay các bạn đã theo dõi hành trình săn bắt chuột đồng của thầy chó ông lão Đức Đất. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.